đạo với con về vấn đề tu tập để diệt cái khổ. Yeah. Nếu mà không tu cái khổ nó không hết đâu con. Yeah. Mà cái nghiệp lực nó cũng không mòn đâu. Tu là gì vậy thầy? Tu là sửa, tu là tốt, tu là trao đổi những gì ngày xưa mình thậm tệ, bữa nay mình rất là tốt đẹp, mình rất là ngay thẳng, rất là bình đẳng. Yeah. Và việc đi tham sân si dục vọng đê hèn của mình nó còn ước mong gì, mình cũng chưa phải là giàu có lắm khi mình cũng ước mong nữa, vì có một cái tần số của con người với nhau trên đỉnh rồi thầy cũng vậy, à phận bộ đồ đen, bộ đồ nâu, bộ đồ xám đó thôi, chứ không có bao giờ thầy mặc bộ đồ to mà ngủ nữa. Như vậy đó thì cái danh lợi thầy không có đâu, lợi là lợi ích cho chúng ta. Thầy còn sống để trao đổi tiếng nói cho mọi người. Nếu mà thầy mất rồi thì thầy để lại cho con, cho mọi người, kỳ dân, cư sĩ hoặc là người khác nữa để mà gìn cái đó, để nói lại với bà con của bác. Rồi mình phải làm tốt, khi mình yeah. chết cũng tốt. Yeah. Mình phải trong sạch, khi chết rất trong sạch. Yeah. Cả trong sạch, cái thể xác mà linh hồn trong sạch luôn. Đó, thì mình được giảng sanh chứ gì, yeah. không để lem luốc. Sống có tiền một tủ, có tiền một rương, có tiền một túi, nhưng mà mình có là có, mình không có nhiễm mê. Không có để nó đài đọa mình là một, không có để ai đài đọa mình bằng đồng tiền hết. Mình phải cứng cắn và mình phải mềm dịu, mình phải vui vẻ để mình trị cái người buồn. Yeah. Mình ngay thẳng, mình trị cái người dối. Đó, trị là có nghĩa là mình làm gương cho họ sửa đổi. Yeah. Họ cho gì mà họ xấu mình không có nhận, nhất định là không nhận. Mà nói tốt, nói rất là dễ thương, em có rồi em không nhận, con có rồi con không nhận. Yeah. Chứ không phải không có, mình nhận cái đó là nhận cái đau khổ, cái tội lỗi của họ, mình sớt chia, con hiểu không? Yeah. Ráng cố gắng. Các của con hiểu là đó, căn tiên đọa, không phải con một cái đời chồng này đâu nha. Thì đó, nợ nần đó, ngày hôm nay đó con trả, nhưng mà cũng hiền, không có đổi gì quá đổi đâu đó. Như không phải là con gặp mấy gì khác đâu, thì con phải vất vả lắm. Vậy đó, tu cũng không được đâu. Ngày hôm nay đó thì thấy con đó có lòng lắm, tâm con rất tốt, nhưng hơi khó tánh một chút, còn nóng nảy một chút, chút xíu sửa đổi. Yeah. Đó, vậy đó, ai phải ai biết ai này kia thì con đã giúp hết, còn không thì một game cũng không được. Đó là một cái tính của con vậy đó, tốt lắm chứ không có xấu đâu. Nhưng ai xấu, con xấu đó, nhưng mà thôi bây giờ thầy khuyên nha, ở lộn với phàm phu, con xuống đây để bị đọa kiếp. Ngày hôm nay con tỉnh gặp Phật, đi chùa, đi gặp các vị thiền sư trước rồi, bây giờ đẩy đưa đến là con gặp thầy. Yeah. Thì bây giờ con phải lo tu, yeah, lo tu chứng quả thiệt sự, sau này có thể là thầy gặp con đó. Rồi thầy còn đi mà con, thầy còn đi bốn biển Nam Châu này chứ đâu phải đi bằng tâm linh xa xôi. Còn qua Úc Châu thì thầy đi bằng sắc thân này đó. Thì hôm nay thầy dành riêng con 9 giờ từ nghiệp tới dùng đó, con canh điện thoại như chưa, lời hứa của bà con phải canh điện thoại, nó canh cái giờ, nó nói là đúng 9 giờ rồi con điện cho chị Nhan. Bà nói được được được, điện đi. Con hiểu không Phượng? Yeah. Yeah. Phải giác ngộ liền, con hiểu rồi, nhưng mà con phải thực tập ngay, không có cái gì mà phải phe phía ra ngoài hết á. Bên trong của mình lửa có đốt cháy, trái tim cũng còn, còn bây giờ mình hình thức bên ngoài quá đó con. Yeah. Đẹp để chùa đồ hay là cả người ta có chùa tốt, mình lợi đó mình sám hối, còn mình lợi đó mình đem cái tội lỗi mình giải Phật cho mình, cái này kia Phật không cho đâu, mà mình chính mình cho mình. Con cho con đó, con cho con là con nói phải nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng con nói phải gặp thầy cho được thì cách nào con cũng gặp được, phải tu cho được thì cách nào con tu cũng được. Tu trong chồng con không biết con tu, nhiều con làm tốt, con vui, đáp ứng đàng hoàng, tử tế, hầu hạ chồng, không phải nói hầu hạ, nhưng mình là người vợ nó mất mát đi rồi đó. Yeah. Thì bây giờ bên đây là lãnh đạo đạo nhân tứ ân hiếu nghĩa. Yeah. Ở bên này, nhưng mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cũng vậy, Mô A Di Đà Phật, con phải mật niệm bên trong. Nào có rảnh rỗi con ngồi một mình hoặc đứa bé cái con niệm Phật đó, rồi con chừa bỏ xa cách những cái mà mình không thích,
những cái mà phàm ngã này nó quá đỗi. Còn mình bây giờ mình tu rồi con. Sau này con về gặp thầy Bổn Sơn Kiền Hương ở năm non bảy núi đó, chứ bây giờ thì thầy nó tròn ngã rồi, để ẩn khuất đừng cho ai biết hết. Thầy buồn lắm á Phượng. Ở đây có một mình à, giờ này ở đây có ba vị à, có một vị già đốt nhang tụng kinh, một vị thì trận ở đây, một vị thì quét dọn mà na không à. Tại sao thầy không được nữ ở gần bên vậy? Không được, vì bụng của thầy là nam mà con. Nên hôm nay như vậy. Nhưng mà Phật nói không nói nam nữ, không trọng nam khinh nữ. Vậy đó. Con nhớ nha lời thầy dặn. Chư ngà ngọc báu, con hiền ngoan tu đạo đặng thành, thầy chúc trò đặng bản thành danh. Nghe nha Phượng. Để tu hành đắc đạo, đời còn mãi nay mai sốc xạo, con nghe thầy học đạo đi con. Nghiệp xưa tu tịnh nghiệp mòn, đâu còn gì nữa mà con lo gì. Phải cố gắng kiên trì nhẫn nhục, chốn ta bà là bể tột sông mây. Mau chân thầy đợi con về, Tây Phương Cực Lạc Bồ Đề sông sông. Nhớ thầy dặn trong lòng trong sạch, phải bỏ lìa ngăn cách dục phạm, đó là danh tự nhảm tham. Suốt cái đời may mời mình làm giữ hung, nay gặp thầy muôn trùng đại phước, con lo tu nước ngược ráng chèo. Alo con nghe không? Dạ con nghe thầy ạ. Quá nhiều khúc vịnh hiểm mà eo, thầy đưa con đến nơi đèo Bảo Châu. Tu phải khổ tu lâu mới đắc, đời có khe có khách nội gì, chữ tu hành học đạo từ bi nghe thầy dạy có gì mà khó. Thật xấu xí hôm nay mình bỏ, mình chưa được thành rồi thấu rõ nguồn cơn. Con ơi học đạo chớ sơn, nghe lời thầy dạy như đờn bên tai. Cố gắng tu ngày mai con sẽ thấy, mọi điều gì vẫn quấy đừng làm. Ở nơi đây là chỗ nhà lam, khổ khắc lắm mình đừng làm việc khổ. Thầy đưa con về miền Tây Đông Độ, để gặp Phật Ngài đa điểm số từ bi. Thầy ngưng con ráng tu đi, ngày mai con thấy vậy thì ra sao. Phật Thánh Tiên khai trào lập dị, lựa những ai người trí hiền lành, mà định chung lại với lợi danh. Bỏ hết thải tu hành thành Phật, nghe thì đi con ơi siêu vật, chốn phàm này rời cảnh vật chán chê. Hôm nay thầy nói cấn kề, muốn bỏ đi về không giảng nữa con ơi. Thương trần còn mãi lá lơi, thương trần còn mãi bê chơi nô đùa. Đời sắp cạn tiết mùa sắp đôi, người không lo sắm hối từ bi. Gặp thầy con ráng tu đi, từ đây sắp tới không gì còn nguyên. Còn tinh chất hậu hiền đức đạo, còn mười tiếng sao dạo cõi trần. Con ơi dù có cắt lớn hay lầu đài cửa ngọc, không cần đâu con phải cố gắng là trọn phận sự. Phải tu tâm để sao giữ mây rồng, mình tu cũng được có vợ có chồng. Đồng tâm tu niệm đạt lòng từ bi, nghe thầy dặn con tu đi cho gấp, để sau đây mới sập trời băng. Nước kia dựng đã phủ cao, ngoài tầng đùa hết trong
căng thú cầm. Nhớ thì dặn mình tu không có lạc lầm ma quay, thầy lại con thuyền qua bể ai sông mây. Lúc này đưa đạo trở về, lửa ai cội bồ đề mới đưa. Không đưa quỷ mây mưa sóng xa, không đưa người nổ nạt sân si. Về nhà tu tỉnh mau đi con ơi, sớm nghỉ chiều si tham thuyền. Ngồi tu niệm, mình tu cho hiền nghe phường, thì cho bổn căn con đất ráng mà gượng sống đời. Ở nơi đâu cũng được hạnh thơi, do tâm đó, do thời còn đó. Dù giàu sang của kia bạc bó, mà chữ đạo trên đời con bỏ làm sao. Hiểu trung cha mẹ ngày nào, mình tu đặng trả làm sao cho tròn. Sau ăn rảnh thì đứa con về nón ăn tịnh dưỡng. Tuổi cao rồi con gượng sống tu chân, từ bi ai có thua hơn. Mặc tình ba tánh từng cơn nô đùa, người ta thay tiết đổi mùa, còn mình không có tu ở chùa đâu con. Ở tại gia cha mẹ cho tròn, hay là thị chung chồng vợ là con. Bây giờ phải cố gắng. Xưa mình không biết, mình dại khờ đó Phương. Nay hiểu rồi sung sướng dường bao, được thầy phân cách thức ra sao, được thầy chỉ ở chỗ nào tiếng Phật ngự. Tu đắc đạo sau này mình về thăm vợ cõi ta bà, sức sứ đừng ham. Thấy chưa sao giữa cô đam, bổn sư ngày dạy mình làm thiện lương. Nghe lời thầy đi dù gió sương không ngại, tu bên trong khỏi lại khỏi quỳ. Trong việc làm con ráng nghệ si, cho đúng bậc tu mi phó tường. Bình tu niệm mới là sung sướng, còn cảnh phé phiêu đời đâu sướng gì đâu. Sớm mơ vui, trưa lấy sầu, chiều mình rồi chết đâu có còn. Mình tu niệm đó, mình đâu có sợ. Buổi nay mai có chết rồi, mình chỉ tờ quay về cảnh Phật tiên. Có cõi bồ đề, thầy đứa trẻ bên lề về quê cũ. Con nhớ thầy hôm nay là hai giáo chủ khuyên con khờ học tụ tinh hoa. Phật trời đâu ở có xa, chính mình là Phật là ta chưa thành. Phải tu niệm Phật đã dành vị Phật bên trong. Phật là trí từ bi, con đừng có hỏi sân si. Tập làm chân thiện ruộng đi theo ngài. Nhớ nha, thầy dặn đừng phai đừng lợt. Đời nay hâu hao hớt nhiều rồi, mình tu hành có chỗ yên ngồi. Phật che chở ôi thôi muôn cách, niệm Bồ Tát có với kích dách. Ngài đổ cho mình có cách được ngăn, dù cho trời đổ sân băng. Cầu ngài Bồ Tát bùa dân u mình cứu ba tánh à, thấy không? À, rồi cứu tình lê thứ, cứu chúng sanh bà tứ nước ma. Dù con ở tận nhà, ráng mà tu tình bể ấy hà không sao. Ráng Bồ Tát tối cao tối thượng, mình tu theo bà không vướng bụi trần. Tâm hiền lương cố gắng lụy thân, Bồ Tát sống là thân mình đó. Ráng nghe thầy dù tiền muôn của bó, con đừng có cần mình bỏ đừng mê. Có đi chút nữa cũng về, không thì cũng bỏ lại trần mê chốn vui. Nhớ thì dặn nha, mới nha, chúng con vui tất cả. Thầy nay không có cho chúc sinh gặp kỳ dân rồi đó, nhưng mà thầy cũng không có hối hả. Nói đâu, bao năm
đạo trưởng kính mong, hy sinh vì đạo con đâu có thường. Thì dân cư sĩ tốt lắm đó con, giấc ngự quá rảnh quá mương, cùng thầy lo trọn đạo tận tường. Ngày nay chịu trăm đắng ngàn cay vì đạo phúc, kỳ dân kia thương cốt nhục bao, hy sinh cứu giúp đồng bào. Tiếp tới thầy tổ con hỏi coi nào có không, hôm nay thì gặp con nó thì nhắc dạy và cho con cũng như là bụng căn của con nó phải ráng tu cho đà đạo được về, giấy mang chuỗi ngọc bồ đề đừng sợ. Con ngưng lại đi đừng khóc nữa, ráng uống nước mơ, răng nguyện thầy nguyện Phật, rồi miệng nguyện ta làm tròn. Nhớ không? Yeah. Mình làm tròn phận sự thì hỏi mấy rồng mình được giữ nay mới. Dù ai trăm đắng ngàn cay, con lo tu tình ngày mai hết rồi, hết nghiệp quả nè, con ngồi yên tĩnh nghĩ nè, à, tội lỗi kia trời cũng hoan hỷ không còn. Yeah. Bài này đây thầy chúc cho con trăm năm mới ráng làm tròn chi ca. Nguyện cho con từ bi hỷ xả trong năm nay rồi, con cao cả dường bao, hy sinh giúp chúng đồng bào. Ráng nghe thầy dặn làm sao cho thành. Trong năm mới nha thầy, dành yeah. phúc đức chúc cho con nha, hơn triệu ước vàng muốn. Năm nay vui vẻ đừng buồn, năm nay con ráng như tuồng trong trắng, đang cố gắng vượt qua khó khăn hết ráo. Bài này đây á, à, thì vừa bảo thì cho. Năm nay con ăn được hời được no, bên kia con có con lo tu hành. Đang ăn uống á, lòng dành làm phước, đặng cho người mình được vinh quy, giúp đỡ người mà được tháo đường đi, cho họ ăn mình sao thì không đói. Thầy đáng đấy không phải thầy làm thầy bói, ôi cho nhiều đồ gọi bá gia, kiếm xu kiếm cách chạy mà, không phải như vậy con à, nghe chưa? Yeah. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay thầy cho con một bài đó, con nhận lấy yeah. để sau này có buồn buồn á, con đem ra con mở ra ha. Yeah. À, con có nghe thầy nói không? Yeah, con à, rồi con có vui đó. Con nói với chú Kỳ Dân truyền hồi bữa nay ngày mùng 3 đó, cái thầy hứa ngày mùng 2 thì gặp chú, ngày mùng 3 thầy gặp con, thầy thương con lắm, thì cho con một bài yeah. để con ráng nghe đó để tu, con hiểu không? Yeah. Đó là riêng con đó, yeah. để con cân nhắc, ai nhắc mình được, yeah. dù mình quên, rồi mình bỏ làm sao, chính mình nhớ là mình có Phật trong tâm rồi đó, con phải ráng cố gắng nha, yeah. Con tu gia đình hạnh phúc. Trong năm mới, xin về thì xin chúc lành hết tất cả đồng đạo nào quen với con cũng vậy. Con cứ mở ra cho người ta nghe thực tế yeah. ra, và con không được đưa lên chi trên thế giới, không nên yeah. để cho thầy ẩn tắc nha. Yeah. Yeah. Thầy ẩn rừng xưa khổ lắm con, nửa đêm sực mọt lại ơi mòn, trong hoài đệ tử nào có thấy, chiếc đò mắt lệ chạy thong dong, đò ai chiến chót vẫn còn chờ, đò thầy lý đạo lại phú thơ, đợi người khách ấy không về nữa, chắc mãi mãi thôi lướt qua bờ, trò ráng đi trò sẽ tới nơi, chờ tu đặt việc đúng vậy thời, tu hành không được quyền chơi dần, ráng nghe thầy dạy hời con thơ. Thầy ở rừng đêm một mình buồn, bắt trò lễ hai trạo tuôn, thân thân trách phận mình ông lầu, nói chuyện với ai kết thành tuồng. Bây giờ năm mới nói với con,
thỏ thẻ đôi câu lệ còn tròn. Hỡi ơi đời hồi sao bạc bèo, không biết gì gì giữ lòng son. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Alo, con có nghe không? Dạ, con nghe thầy ạ. Dạ. À, thôi thì thầy cũng dạ. Có khách đến á, thầy dạ. Xin chúc lành con và chấm dứt lời của thầy ở đây nha. Dạ. À, chúc con được khỏe mạnh trong năm mới nha con. Dạ. Được gặp sự bình an, an vui nha. Dạ. Rồi, dạ, con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.